Chào cả nhà, lại là mình đây, mình xay xương tố nữa nghe cả nhà. Cái này là chuối nè, rau cần tây, cái này là nha đam, ngò gí và cái này là cung dừa. Còn này là mè trắng, mè đen và hạt lanh nghe cả nhà, với 200 g ml nước ép cà rốt, khóm và gừng và nghệ. Mình để vô có sân tố xay nha cả nhà. Mình để tất cả nguyên liệu vô có xay. Mè để vô. Mình xay rồi đây cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn sân tố với vợ chồng mình nha. Buổi sáng xanh. Ăn cách tốt cho sức khỏe nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha.